Xin chào mọi người đã quay trở lại với channel Mạnh Kiên của mình nha. Hôm nay hai vợ chồng mình sẽ thưởng thức gẹo muối mọi người. Bây giờ là trễ lắm rồi, bây giờ 11 giờ mấy đêm rồi mọi người. Mình cũng không có rau răm gì hết. Nên là có gì mình ăn nói nha mọi người. Có gẹo muối với cái dưa ly mình cắt ra mình ăn vậy. Mình chỉ chấm với lại cái muối thần thánh của vợ mình nhé mọi người. Mua ớt tiêm chanh đó mọi người. Ngon lắm. Gẹo muối, cháo muối này ngon cực luôn á. Ngon cực luôn rồi. Mình ăn đôi tay vô xíu đây. Thôi thì đưa đẩy vô xíu ra. Tụi anh bỏ ra còn gì mình quay cái đó luôn á. Để bữa sau mình sẽ mua, mình chuẩn bị cho nó chu đáo hơn, mọi người nhìn cho nó đẹp nha. Chứ bây giờ cho mình ăn trễ quá. Có gì mình múc cái đó mọi người. Mấy bữa nay lu bu dọn dẹp nhà cửa nữa, không mua đồ rồi quay đi cho nó chỉnh chu được. Mấy nay mình lu bu á. Thì phải chứ kiếm khác mới được. Giờ mua nó da lắm mọi người. Da thật sự á. Thấy dai lắm mọi người ơi. Thấy cho mình xíu không? Mình thấy dai rồi. Cái này mình mua về xong mình rã đông ra mình ăn gì. Còn nhà bè nào có lò vi sóng á thì bỏ vô quay làm bè uống thuốc gì đó xong lấy ra ăn. Thôi được rồi, anh thử cái đã. Thử xem tiếp. Mình vừa vào luôn một miếng da thử nha. Nhìn da màu vàng ươm như này. Chắc là ướt nghề hôm nay quá. Luộc. Luộc sơ quá nè. Nghe chai. Ngon mà. Da da giòn giòn, đã lắm. Mời mọi người miếng thịt gà nha. Chấm ngon. Trời ơi, nó giòn đẻ luôn á. Thịt dai. Thơm. Nó sực 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 vậy á. Chứ nó không có bị giống như là nó bờ bở đâu. Nó dai lắm, nó sực 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 á. Cái này ăn không được rồi, không cần phải làm muối đâu mọi người. Nếu bây giờ thích ăn nấu chương gãy ra luôn á. Dưới đây món này phải có bạn gì mọi người. Làm ly gù nữa. Làm lông bia mát. Nhanh gọn lắm, cái này là mùi nhậu nhanh gọn luôn á. Bà nào mua về ăn thử đi. Không, em nghĩ nó sẽ ăn nhiều à. Còn có người chưa ăn nhé. Như mình hồi giờ chưa ăn nữa. Ừ, ăn là xin. Cái này ở thành phố thì hot á. Chứ ở mình cũng nhiều người ăn rồi, nhưng mà cũng có nhiều người chưa ăn mọi người. Đúng. Người ta nhìn thấy nha, người ta ít khi người mua về đó. Đa số ở thành phố, ở bên này người ta toàn ăn đồ tươi nhiều hơn á. Nghe cái lòng của da. Cái này là tôi có mít á. Để nó nghe rõ không? Hai đứa mình không bao giờ ăn hết nửa con kè này được. Mình ăn thưởng thức thôi nha mọi người. Chứ ăn lâu uống nước đời luôn á. Cái mặn. Cái này là người nhiều nét mà đúng mà. Uống nhiều không? Nhiều. Say.
dùng nếp mày thấy đi. Món ăn ngắn luôn. Ngồi nay ra đi ăn bò luôn rồi. Gì ăn? Cái này mình giới thiệu cho mọi người. Bánh tráng cùng ruốc nướng đặc sản của Ninh Thuận. Ninh Thuận nha mọi người. Giờ trong mình bán luôn á mọi người. Ngon. Bánh tráng này ngon. Chứ là mình ăn review rồi. Mình ăn rồi. Mình ăn nhiều luôn. Ngày này mà ăn không? Bán ế à mọi người. Nói vui thôi chứ bán được lắm á. Ở đây nhiều khách thích ăn lắm mọi người. Hot lắm á. Thơm. Thơm mà ngon. Bánh đó rồi chứ. Giờ chắc cũng hơn anh em cái rồi. Rồi hàng nước là do khách sợi lấy gì. Có lẽ mua ăn cũng nhiều mà. Vậy đứa con biết đâu thích ăn nữa. Rồi uống muối với mọi người. Ngon rồi. Là nó hồng hồng như vậy rồi nha. Chứ không phải là con sống. Chứ không phải là con sống. Rồi cái lộn nó con sống đem đi luộc. Dở. Luộc cỡ nào luộc nó cũng không màu hồng đâu. Thiệt. Mà đi luộc lên là ba trẻ thiết ra á. Cái số thích ăn cái số thích là biếu này. Đợi mình ăn thử bánh tráng cho mọi người coi. Một lần mà khách sạn của Hưng người mà nó bánh tráng về á, thường thường trên cái lớp mặt nó hay bị bể lắm, ăn cho bánh bể á. Mình sẽ cho khách toàn là bánh nguyên không à. Mời mọi người bánh tráng nha. À phải quay cái mặt bánh tráng nó mới thấy được chứ. Ngon. Nó giòn à. Nó thơm mùi ruốc. Mùi ruốc là mùi của con ruốc đó mọi người. Nướng mắm ruốc mà. Ủa? Nướng ruốc là mùi của con ruốc. Nướng mắm ruốc. Lộn mọi người. Có cái mùi. Nó cũng có con ruốc ngoài này. Con mấy con tiếp nhỏ 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 mà người ta xào bắp đó mọi người. Để mình cắn vô giữa cho mọi người coi cái nhân. Nó có dăm băm nữa. Mọi người thấy không? Ừ. Thấy mới lạ. Thấy mà. Ừ, có con ruốc, có dăm băm. Ngon. Nói chung là ngon lắm. Thơm vậy. Ăn miếng cũng ớn luôn. Mà cái nhân đó nè. Dày đặc luôn á. Ừ. Chứ không phải lỏng đâu nha. Dày đặc luôn. Mình lấy bánh đây nè. Nhưng mình lấy bánh nó lọ mắc tiền hơn á. Nên cái nhân nó ngon hơn. Cũng có lọ bánh hai lọ lận rỉ hơn. Mẹ mặt này cái bánh nó mỏng. Cái nhân không ngon đâu. Hơn nghĩ chắc. Anh ăn đi. Anh ăn đi. Một ngày mình cứ lai lai hai ba cây. Vì thèm á. Giữa ăn vì thèm. Ăn cái này xong lên một cốc trà sữa. Ăn thì không làm tách được sữa nữa, cái mặt như bánh bèo luôn mọi người. Để nha, mình dọn dẹp xong chui rồi. Mình làm được view. Cái view đằng sau lưng mình quay cho mọi người coi cho nó đẹp nha. Cái bữa giờ lô bu á mọi người. Hơn 10 ngày nay. Cái lô bu miết à. Không có thời gian luôn mà. Một tuần ra được một cái video luôn rồi mọi người. À. Quá ngon. Video này cũng dài rồi, chắc mình kết thúc video tại đây nha mọi người. Hẹn gặp lại mọi người ở video sau nha. Mọi người nhớ để lại cho mình một like, một đăng ký để ủng hộ mình có động lực làm những video sau hay hơn nữa nha. Bye bye.